Người ta thường nói 3 năm cấp 3 rất ngắn ngủi. Câu nói ấy vừa đúng lại vừa sai. Đúng vì thời gian từ những ngày đầu chập chững vào lớp 10 cho đến khi phải đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất đời người trôi qua nhanh thoăn thoắt. Nhưng câu nói ấy sai vì với ngần ấy thời gian, chúng ta đã có những vui buồn, những kỷ niệm đẹp, những lần dại dột lẫn những bước trưởng thành, đủ gói gọn trong hai chữ thanh xuân. Rồi đến một ngày ta gặp lại, ngày có cho mình những nỗi đau dài, ngày em biết mình đã thương anh thật rồi, ngày sẽ nuôi lại những giấc mơ trong đời. Bên nhau dù mai xa nhau, dù trong ký ức trong những khung hình nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu, mang theo về miền an yên, chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều, rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy. Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn, dòng thư trao nhau năm mấy theo mây ngàn. Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời, còn mình nhắm mắt không nói một lời, lại được thấy mùa hè ta gặp nhau, lại được sống mùa hè ta gặp nhau. Thanh xuân dưới mái trường cấp 3 có lẽ là ý nghĩa nhất, vì khi ấy chúng ta đã không còn trẻ con như cái thời cấp 1, cấp 2, cũng chẳng toan tính phức tạp như hơi xới của những người trưởng thành. Cấp 3 như thời khắc xa mùa của những cô cậu học trò đang tập làm người lớn. Bước vào cánh cửa đại học, rồi ra đời, ta mới hết trân trọng những giây phút đẹp đẽ, đơn thuần bên nhau, mới yêu quý biết bao màu áo trắng ngày nào. Dòng đời đưa đẩy vạn vật đổi thay, duy chỉ có thanh xuân là còn nằm yên nơi một góc nhỏ trong tâm trí của chúng ta.